Rồi em chào với cả nhà, chào mừng cả nhà đến với cửa hàng xe máy Khánh Thép nhé. Cư ngụ tại ấp Thủ Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Địa chỉ Google cửa hàng xe máy Khánh Thép ha, anh chị em có thể search trên đó. Hôm nay em cũng cập nhật thoáng thoáng ngang những cái xe có tại cửa hàng, anh chị em tin mắt thì dòm trên yên có cái giá trên đó. Mấy cái xe ga này thì phích tẹt ga luôn nha cả nhà. Còn hình thức giao dịch thì anh chị em có thể chuyển khoản, Phép gửi xe cho anh chị em hoặc là đến trực tiếp cửa hàng xem xe ha. Còn không thì cứ kết bạn Zalo với nhân viên bên em để họ tư vấn cũng như gửi hình ảnh chi tiết cụ thể để cả nhà nắm. Xe nào thì cứ mạnh dạn alo nha cả nhà, không có gì phải ngại hết. Đó, mình bỏ tiền ra thì mình có quyền, mình có quyền yêu cầu người ta làm này làm nọ gì cho mình, chứ có gì đâu, không có gì phải ngại hết. Phải mua vừa bán thôi anh chị em ơi, chứ không có gì hết. Còn hoặc là cần thêm xe nào đó thì đi chi tiết thì ở gì cứ comment dưới đi rồi em review riêng để cho chi tiết, để cho anh chị em tham khảo luôn. Chứ nhiều khi clip này thì quay tổng hợp nó cũng chung chung vậy thôi, chứ không có chi tiết được, cũng khó mua lắm. Em hiểu mà, ví dụ như em là người cầm tiền đi mua xe em cũng vậy thôi. Quay rồi phớt ngang thì sao biết đường mà mua, sao mà dám xuống tiền anh em. Phải chi tiết nè. Tất cả các xe ở đây Phép đều bao hồ sơ hết cho anh chị em nha. Bao hết hồ sơ cho anh chị em có nhu cầu. Còn cái phí thì chiếc tính chứ không tính nó tùy theo từng chiếc. Exciter 4 số FI 209 còn 4 xe, Full X còn 3 xe, Neoker 209 luôn. Rất là nhiều xe lướt, xe đẹp. Rồi chắc lại đằng kho đã nghe anh chị em ơi. Cái video chứ mình điểm xe đi, mà điểm xe là gì vậy thôi. Cần chi tiết gì thì cứ báo em, còn thích thì em cứ online trực tiếp luôn, có gì đâu. Dành một khoảng thời gian nhất định online trực tiếp luôn. Đấy nha chị em, đừng có tua gần bên thôi chạy chắc vừa hết số 4 là tới rồi. Số 4 là thả chớn nó tới rồi. Rồi khổ 2 vậy ha. Hai mạch 35 mạch 50 anh em ở kinh nha anh em, xe rất là đẹp. Full LED Jupiter FI Sirius thì tầm chục ngoài triệu thôi, máy im ngon. Dãy thứ hai ha, dãy thứ hai công ẹt Winner Raider, Honda Master, gai cơ lóc đồng, Vu Neo Kim 207, Jupiter V Future 2 chiếc,
Supreme 2 chiếc. Anh Supreme Vĩnh Long gọi em chưa? Này chủ yếu là điểm xe thôi chứ em mà review thì chi tiết lắm nha. Nè, da nốt hai chiếc hai màu Honda Black này, này kêu là gì, tiền ít thịt nhiều luôn nè, 14 triệu bạc mà bao xài đó ha. À, giá quá tốt, xe tay ga lách 14 triệu bạc, hồ sơ thì thêm phí nha. Xe này chưa có thời gian review chứ mấy cái dòng này anh em bỏ 14 triệu anh em xài thấy biết ơi nó, mấy cái thằng đầu đầu dầu này nó cũng bền dữ dằn, tiết kiệm xăng nữa, tại vì nó phun xăng điện tử mà. Xì bo cho Z Viva 2 đĩa. Quay ớt. Cúp ha. 79. Cái này Econo. Này cúp tum 90, giá hải quan luôn. Hồ sơ có sẵn luôn nha. Còn này Honda Yamaha Lexus. Còn này ăn ghen à, mấy cái xe hôm qua này, mà anh em yêu cầu à, quay cho anh em xem, anh em nào chốt thì coi tranh thủ nhận xe ha, về mình chăm sóc chăm bón à, rửa ráy hay là vô dầu mỡ, chứ để đây hoài nó bị đóng gông đó. Ở đây là nước mặn nè, cái hơi mặn nó bốc lên là nó dung cũng không tốt cho xe đâu nha anh em. Nè, tức là cái dãy này chốt rồi ha, cái dãy từ anh ba cộng này vô nè. Nè, của anh em nào thì coi để tranh thủ để nhận xe đi, để đây hoài cũng không quá tốt. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và luôn đồng hành ủng hộ Phép Xe Máy nhé. Chúc anh chị em bên kênh luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ em cả nhà ơi. Rồi, em xin chào thân ái.